Sao vậy? Tôi tìm cái đồ để mà đánh bẫy cá rồi mà. Cái nằm mua đi. Hai mấy ngàn cái đó. Sao cái gì ông cũng mua hết trơn trời. Bọn ông lắm tiền lắm hả? Có nghĩa là vậy nè, lâu lâu mới cái đi bắt được mẹ cá đồng mình á. Cá phi, không biết cá phi không? Biết. Con có này cái này nè. Ừ. Thì đó bây giờ mình chỉ về mình xẻ mình đánh bẫy đi. Ừ. Mình mổ ruột ra cái mình xẻ ra. Lấy thịt phơi một nắng. Cái đó thì đúng ngon rồi. À. Cái đó thì người ta chế ra để mình mua mà. Sao không mua để ủng hộ người ta? Thôi mình đã đi không có tiền mình đi bắt cá về mình ăn rồi. Mà bữa nay nó trúng mọi mẻ được 10 kg lận lắc. Lát nữa tôi chia cho ông mấy ký à vậy ăn. Thôi, nếu mà nhờ anh chia nha. Vậy thôi mình chế là mình mua làm gì? Mình chế ra tính ra mình đâu mất đồng nào đâu. Thì lấy dao nào cũng được nhưng mà dao nó cực lắm. Không, mình làm bả chế là mình làm chế cái hình luôn. Bây giờ cái chừng anh lấy một cái nắp của lon bia anh đóng vô trong một cái cây dĩa cầm anh cà nó y hệt luôn, nó khác nhau đâu gì đâu. Anh lấy anh cạo vỏ được luôn mà. Anh cạo vỏ vỏ bí nè, vỏ bầu nè, rồi mấy cái vỏ gì đó anh cạo ra. À giống như là mình đóng cho mình nạo cái gì? Nạo dưa. Nạo dưa. Đúng dưa rồi. Non để mà cái thói nạo dưa cũng được. Băng sôi á. Năng luôn đó. Đâu, ông làm thử rồi đấy. Ok, mọi người chỉ cần thiết kế tôi một cái cây. Tôi sẽ thiết kế cho một cái đồ đa năng nha. Đầu tiên mình nắp bia nè. Anh vặn một nắp bia dính vô đây. Đảm bảo cái này là siêu đa năng luôn. Tí có thể định anh đóng thêm sâu vô nữa là nó là thứ gì chịu nổi cái cây nữa. Cái này vừa nạo dừa, vừa nạo cá được. Anh đánh dạy cá đúng không? Đánh dạy cá, vừa cào, vỏ bầu, vỏ bí, da trơn mà mỏng á. À, đa năng luôn. Chúng ta đóng là đúng bài. Rồi, vặn được gì nữa? Mọi người chỉ cần mọi người lấy một cái nắp bia mọi người vặn vô. Đó, một cái. Rồi, anh đóng em một cái trên đây nữa đi. Đó là thứ gì cho anh luôn á. Đóng này à? Ừ, đóng thêm cái ở đây nữa. Ok. Đó, vậy thôi. Đủ. Đóng cái đinh lên đây nữa, anh bẻ xuống nữa giống như clip kia kìa. Là đồ khui bia. Bừa khui bia. Đầu này thì cạo cá. Đầu này thì nếu mà mỗi tay của anh cầm anh cà cái này. Trời ơi. Này, giống như dạng mà mấy cái vỏ trơn á. Đó. Trời ơi, nó bén lắm. Đó, mọi người cứ cà. Cứ bảo mọi người cà này là mọi người cà lấy cái lớp màng đó thôi. Ông nội nó bay luôn cái gì luôn, ông nói vậy ta. Đó, thiết kế một cái công cụ đa năng gia đình nữa. Mấy anh thương vợ mọi người chỉ cần kiếm một cái cây đẹp đẹp. Đóng hai cái cây vô đây. Đóng hai nắp bia vô đầu này. Rồi đóng thêm một cây đinh ở phía sau này nữa. Tôi đảm bảo cái cây này nó đa năng, nó mở tất cả mọi thứ, làm tất cả các loại cái công dụng trong nhà bếp. Mà tôi suy nghĩ vậy nè. Gì? Nếu mà mình có cái cọ mà cái, ông biết cái cọ sơn không? Biết. À, cọ sơn á, mình đóng hai nắp hai bên cọ vậy nè. Ừ. Anh đánh dạy cá là nó một phát một là khỏi cần lần thứ hai luôn. Thì nó nhanh hơn, cái nào có công dụng hết riêng hết á. Cái này thì được cái mà mình tránh đùa mỗi tay. Cái này thì mình cắm mà cào nhanh, phía sau mình khui bia. Ok vậy thôi. Đơn giản không mất tiền, mua chi hai mấy ngàn tốn tiền trong khi mình có đồ làm sẵn. Ừ, mà tính ra là cái này là cái gì? Cái đồ của ông bà xưa mình để lại nè. Ok. Hay á, được á.